Hello cô chú, có rất nhiều cô chú thắc mắc rằng hạt dẻ không biết là nó ăn cái gì mà nó thông minh vậy. Thì khẩu phần ăn chính của hạt dẻ vẫn là hạt nè, lâu lâu thì sẽ có xen kẽ vô các bữa rau luộc và bổ sung thêm các loại vitamin, khoáng chất và dầu cá hồi, vân vân. Và nói chung là thay đổi khẩu phần ăn điều độ để cho tạo cái cảm giác cho nó đừng có ngán ăn á, nhưng mà mình phải nghiêm khắc lên. Cái gì? Ý con nói con không phải ăn mấy cái đó thông minh đúng không? Thiệt luôn hả? Đâu con nói thử rồi con ăn cái gì con thông minh, con nói ba nghe coi.